Bill Gates dự đoán tin tốt về thời điểm đại dịch COVID-19 có thể kết thúc. Tỷ phú Mỹ Bill Gates cảnh báo biến chủng Omicron có thể gây ra giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch, nhưng dự đoán nó có thể mang lại tin tốt nếu khiến COVID-19 kết thúc sớm. RT đưa tin, tỷ phú Bill Gates ngày 21 tháng 12 cho biết ông đã hủy hầu hết mọi kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới vì biến chủng nhiều đột biến chưa từng có Omicron, đồng thời đưa ra những khuyến nghị để dịch có thể kết thúc trong năm 2022. Khi mọi thứ tưởng như đã trở về bình thường, chúng ta có thể bước vào giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch, ông Gates cho biết. Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở châu Phi và hiện đã lan rộng ở nhiều nước trên thế giới. Dù thông tin chính xác về đặc điểm của chủng này tới nay còn hạn chế, nhưng ông Gates cảnh báo rằng nó cần phải được ứng phó một cách nghiêm túc vì nó có thể gây ra đợt bùng phát ca COVID-19 tồi tệ nhất vì nó có thể rất dễ lây lan. Nếu chúng ta có những bước đi đúng đắn, bao gồm đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người trong nhà và tiêm chủng, đại dịch có thể kết thúc vào năm sau, ông Gates nhận định. Nếu có tin tốt ở đây, thì đó sẽ là biến chủng Omicron có thể lây lan rất nhanh chóng và khi nó trở thành chủng chiếm ưu thế ở một quốc gia, làn sóng lây lan có thể kéo dài ít hơn 3 tháng. Những tháng đó có thể khá tồi tệ, nhưng tôi vẫn tin là nếu chúng ta có bước đi đúng đắn, đại dịch có thể khép lại năm 2022, ông Gates nhận định. Trong một thông điệp hồi đầu tháng, ông Gates từng thừa nhận năm 2021 là một năm khó khăn nhất trong đời vì đại dịch COVID-19 và vụ ly hôn với người vợ 27 năm Melinda. Ông thừa nhận việc nhiều ngày không được tương tác với người khác trong đại dịch COVID-19 là một trải nghiệm kỳ lạ và hỗn loạn. Khi đó, ông cũng dự đoán rằng đại dịch COVID-19 có thể khép lại vào năm 2022.